Nhằm cung cấp những thông tin về các ngành nghề đang cần nhân lực thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, Trung tâm Công nghệ và Nội dung số VTC đã tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến giữa các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế với các em học sinh phổ thông đang đứng trước việc lựa chọn ngành nghề. Chương trình giao lưu trực tuyến ngành khát nhân lực và lựa chọn nghề nghiệp được tổ chức từ 15 giờ đến 16 giờ ngày 13 tháng 5 dưới sự phối hợp của báo điện tử VTC News, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế trong ngành công nghệ nội dung số. Ông Santo Hiroshi, giám đốc Technocoi Software Việt Nam, bà Đoàn Thị Phương Liên, giám đốc hành chính nhân sự VTC Online, ông Nguyễn Long, phó tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam đã giải đáp các thắc mắc liên quan đến xu hướng phát triển và nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực công nghệ nội dung số tại Việt Nam hiện nay. Đây là một trong những nỗ lực giúp cho ngành giáo dục đại học Việt Nam ngày càng theo sát với nhu cầu xã hội.